Có cái bà kia mới xin những đức không chịu. Những đức nói cô ở đây đi, những đức đi ăn cơm xong ra cho, tại vì không có tiền trong túi. Vừa đi ăn cơm xong đi ra, bả đi mất tiêu. Những đức vừa lên xe về, bả quay lại, ai đâu cho bả. Cuối cùng thấy chưa, không có phước, muốn cho cũng không được, phải không? Rõ ràng mà. Chùa bên kia, bên kia những đức á, định mua tặng cho mấy cô ngừng cái đồng hồ. Cuối cùng người ta đưa đồng hồ gì phải không? Đưa đồng hồ nam. Đồng hồ nam không à, không phải mua cho nam mà nam hưởng. Được mười mấy cái cho mấy chú ngừng cái. Trong mười mấy cái đó có ông đeo vô đồng hồ ta mới ken, ổng đeo vô đồng hồ chết máy. Những đức trong lòng cảm thấy nó đồng hồ mới mà chưa chân tự nhiên chết máy kỹ chở. Thôi được rồi, trả đồng hồ này cho người ta, đưa đồng hồ cũ cho ông đeo. Cuối cùng người ta 11 ông đeo đồng hồ mới, một ông đeo đồng hồ cũ. Thấy không? Tin không? Phước phần mỗi người rõ ràng. Bạn có phước nào hưởng phước đấy. Tin đi. Nhớ cái câu nè, có phần không cần cũng đến, không có phần mà đi giật giành cũng không được đâu bạn ơi. Đó. Trong cuộc đời này cái gì mình có nhất định mình sẽ có. Đã là không có, càng đi chi cầu càng khổ, không nói gì chứ. Tại sao bạn tu phước diễn đi? Những cái câu này bạn sao chịu để ý? Người ta giảng vui vui mà có những câu trọng tâm đó, để ý đi. Nên tổ sư mới nói là tin sâu nhân quả. Bạn mà tin sâu nhân quả thì thôi bạn an lạc, đừng có nói nữa. Cái gì bạn cũng tin sâu nhân quả chứ. Hai người phụ nữ bằng tuổi đi lấy chồng một lượt, một bà thì được chồng thương nâng niu chiều chuộng, một bà chồng đánh từ sáng đến tối. Bằng tuổi, sanh cùng ngày, sanh đôi luôn. Vậy đó mà cuối cùng một bà được hạnh phúc, một bà bị đánh te tua. Thấy không? Nhân quả khác nhau. Nên phải tin sâu nhân quả thì tự nhiên an lạc. Tại vì mình gieo nhân mình gặt quả mà. Ôi như đứa nói chuyện các cụ nghe không các cụ? Nghe phải không? Nói muốn xỉu lắm mà. Không nghe nữa thôi. Hiểu không? Nên từ nơi đó nói hết lòng hả cụ ơi. Cụ biết nói gì nó cũng khác nước lắm, nhưng mà nhờ Phật gia hộ không khác. Nói chưa? Không? Vừa sắp sửa khác nước là Phật cho miếng nước miếng liền, uống vô liền, ngon lắm. Đó. Thế thì biết vì sao mà giờ đứng nói chuyện hoài mà không khan tiếng không? Vì sao phải không? Vì không uống nước. Cái này mới tuyệt chiêu nè. Vì nếu như nhìn nước uống nước thì nước này nó sẽ cào hết tất cả chất nhờn của cần cổ đi xuống, thì cổ như nước sẽ khô mà nó sẽ khan tiếng. Còn những đứa không uống nước thì nước miếng nó tự điều tiết ra, nó chán vào cái cổ họng, nên cổ họng mình có cái độ trơn, nên mình nói chuyện hoài nó cũng thông, nên nó không khan tiếng. Trời ơi, nhà khoa học đây mà không chịu đi hỏi. Hiểu chưa? Nên quý vị phải biết rằng cái người mình mà cái tâm an lạc, nước miếng mình nó cũng trị bệnh. Mình niệm Phật đi, mình niệm Phật mình đánh lửa giết đi, nước miếng nó ra mình uống mình trị bệnh đó, bổ lắm. Thấy không? Vậy nè, vì cái câu Phật hiệu quá thiện à, quá thiện rồi, nên nó nuôi dưỡng cái khí chất của mình ở trong cơ thể, rồi tế bào mình nó được khỏe mạnh là nhờ cái thiện. Cái thiện này nó nuôi dưỡng tế bào mình tốt dữ lắm. Nên rồi cái từ cái cổ họng mình mà niệm vậy, nước miếng mình nó tiết ra, mà nước miếng đó là nước miếng không có kẹo. Cái nước miếng mà mình niệm Phật là nó không bao giờ kẹo đâu. Cái nước miếng mà mình ngậm miệng nó mới kẹo. Còn nước miếng mà mình niệm Phật là nó không có kẹo, mà nó nhỉ ra nước miếng rất là trong. Mà nước miếng đó là nước miếng tốt đó, trị bệnh đó. Mình uống nước miếng đó là nó chỉ cần vài giọt thôi, nó còn hơn ly nước lạnh. Không phải đơn giản đâu nghe.
cái bà cụ bên chùa bên kia bà bị méo cái miệng, có chăm cứu không? Không, không chăm cứu. Gặp người ta ngoài đời đi chăm cứu đúng không? Bà cụ bị méo miệng đó, quý vị có coi đoạn đó mà 100% luôn. Sáng nào Nhật Đức cũng qua chơi với bà hết, chọc bà cười. Xong Nhật Đức kêu bà, ban đầu cái miệng méo gì bà làm không được, miệng bà méo gì nè quý vị, dây thần kinh nó dính ở đây luôn. Xong Nhật Đức kêu bà làm gì nè, không làm được, nó dính luôn à. Nhật Đức kêu bà gắt. Rồi bà mỗi ngày bà niệm Phật, nhép môi bà cười nghe, vui nghe. Nửa tháng sau hết méo cái miệng. Đặc biệt không? 100% luôn. Đứa bé nhỏ này, bé đó tên Diệu Tính, mới 13 tuổi, tự nhiên miệng nhỏ méo qua bên. Gia đình dẫn bé đi chăm cứu, chăm cỡ nào chăm nó không hết méo. Nhưng Đức nói, thấy có gia đình con gặn đây á, chở con đi chăm cứu, như Đức không nói tới đó nghe. Nhưng mà thôi được rồi, bữa nay gia đình nếu mà muốn đưa nó đi, đưa về nhà luôn đi. Còn nếu không, bình thường, để như Đức chỉ nè, khỏi chăm cứu chăm gì, con niệm Phật đi, con niệm Phật cũng bình thường đi. 10 ngày sau, miệng hết méo liền. Ghê chưa? Thấy cái công năng niệm Phật chưa? Không tưởng tượng được luôn. Bởi vì như Đức nói, cái máy bấm số này hay lắm nè, cực kỳ hay luôn. Tu xong ra mót liền, ngồi đâu, đứng đâu, ở đâu, đi đâu, A-di-đà-phật, bấm A-di-đà-phật, bấm A-di-đà-phật, bấm. Cái máy niệm Phật đeo cổ bật lên, quét chùa xung quanh, đi đâu vòng vòng, nhắc mình niệm Phật. Mình niệm ra tiếng ngoài niệm không nổi, nhờ cái máy này mình nghe nó niệm được lợi ích. Cái máy niệm ra, người đi ngang nghe, người ta được lợi ích. Có cái bà kia bà hỏi thầy, thầy mình niệm Phật mà cái người ta không niệm Phật, người ta nghe mình niệm Phật, người ta chửi mình, vậy mình có phước không thầy? Những Đức nói có, sao không có, sao không có phước? Câu Phật hiệu này họ nghe, họ có chửi đi chăng nữa họ cũng sẽ thành Phật nữa. Vậy thì chừng nào họ thành Phật? Cái duyên họ đã kết rồi. Chừng nào mà họ gặp lại tịnh độ, mà họ chịu niệm Phật, họ biết niệm Phật, họ tín nguyện niệm Phật, thì họ thành Phật. Còn nếu như họ chỉ nghe tịnh độ, họ bỏ cuộc thì họ không thành Phật. Nhưng họ đã có chủng tử. Bây giờ mấy vị niệm một câu Phật hiệu, họ chửi quý vị một cái, họ cũng được gieo chủng tử nữa. Mà cái chủng tử này nghe, nó phải chạy dài vô lượng kiếp. Chừng nào nó hội tụ nhân duyên mà họ tín nguyện niệm Phật thì họ thành tựu. Mà nhờ cái nhân quý vị niệm câu Phật hiệu cho họ nghe đó, nên họ mới được thành Phật đó. Chứ không phải nói rằng là niệm Phật mà chữ cũng thành Phật. Cái này là đừng có nói ngang cái đó. Mình nói rõ ràng là kết được cái duyên, kết được cái duyên của vô lượng kiếp nó quay lại. Bây giờ mình mà gặp tịnh độ hay mình đi ngang mình nghe câu Phật hiệu là nhờ nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng nghe câu Phật hiệu đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên bây giờ quý vị bắt cái điều niệm Phật mà người ta chạy xe qua lại người ta nghe đó nghe, người ta không vừa lòng cũng kết duyên được cho người ta nghe niệm Phật rồi đó. Quý vị có phước lớn lắm, không có giỡn đâu. Phước rất là lớn, giỡn đâu à. Nên những đứa nói mấy nèm ở trên nóc nhà để cái máy niệm Phật, đến chi biết không? Lỡ chim chết cho anh sao? Lỡ con này con kia nó bay nóc nhà nó chết sao? Hoặc là ngay chăn chỗ săn thượng nó nước nó động lại, gùi mũi nó té xuống nó chết làm sao? Mình để cái máy niệm Phật ở đó là mình hộ niệm cho những con vật nó chết bất tử ở trên đó. Nó chết trên đó mà, có nước thì con nó phải té chết. Thằng lằn hay là ruồi mũi chuột gián, lúc nó gần chết nó nghe được con Phật hiệu thì nó tái sinh tốt đẹp. Mình nghĩ vậy thôi là mình đã có phước rồi, hiểu không? Đó, cái tâm mình phải vậy đó. Những điều như Đức nói mấy anh em kinh nghiệm đi, mấy anh em làm đi là mấy anh em có lợi ích lắm. Nó leo lên nóc chùa ở trên để cái máy năng lượng niệm Phật, lỡ con này con kia nó chỉnh nó chết, tại vì niệm ở đây có nghe đâu, đâu có động ở đây đâu, mà ở trên đó, đó nó được lợi ích. Nó săn thượng đó, nó lầu 4 đủ trên bên kia là nó nước nó xung quanh gì nè, nên mình để một hai cái máy năng lượng để cho nó niệm suốt ở trên đó luôn, để cho con này con kia nó té nó được nghe câu Phật hiệu nó chết
để mà nó được tái sinh. Cái tâm mình phải nghĩ vậy đó. Đó, xung quanh chùa mình chỗ nào cũng nghe niệm Phật chứ. Thì con chim chóc, con này con kia nó ở trong đây, nó chết bất tử, nó được hộ niệm. Nhưng mình có người mình được hộ niệm, mình cũng mong những con vật nó được hộ niệm. Nên những đức chỉ người ta mà cái năng lượng mà để cái hầm, cái nơi mà cái hầm mà gọi là nguyên cái hầm bự thiệt bự, đủ tới loài côn trùng cho nó nghe. Cái sự sinh tồn của con mũi thời gian nó ngắn quá, lúc nào nó chết nó nghe có vật hiệu, mình cầu nguyện cho nó được tái sinh. Tại vì cái nguyện 48 lời nguyện, có một lời nguyện là chúng sanh khi gần chết mà nghe danh hiệu A Di Đà Phật, dù không cầu sanh cực lạc mà nhờ nghe danh hiệu Phật, văn danh là nghe danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật, không cầu sanh cực lạc, nhưng mà chúng sanh này sẽ được cái lợi ích, đó là khi tái sinh sanh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Đó, mình biết điều này mình mới làm vậy lợi ích chứ. Hồi sáng có một bà cụ già mà vừa tiếp Phật tử, khen mấy bà già niệm Phật đồ giỏi, quá trời khen. Bà chạy lại đưa cái quần nhỏ lên, bà nói phơ mà ai xé, nói bà già cắt chút tính, bà đi ra chỗ khác. Không, thầy phải xử lý, bà đi ra chỗ khác. Tiếp Phật tử kiếm chút cháu cái bà đi ra chỗ khác. Nó không, thầy phải xử. Nó thở là trời xử, bà đưa cái gì, cái gì, cái gì đó đỏ rồi. Kinh khủng không? Bà nói bà phơ mà ai xé cái quần bà. Rồi bà đưa lên, bà kêu mình phải xử lý là đi tìm thủ phạm xé quần của bà. Trời là tào thấy ghê không quý vị. Lo bao nhiêu chuyện gì mà bà còn đi kiếm, bà kêu mình đi kiếm thủ phạm xé quần mình nữa chứ. Nó được rồi, bây giờ bà ra ngoài kia bà ngồi đi, để một chút tôi đi tìm hung thủ. Thấy chưa? Thấy không, bao nhiêu chuyện mà những cái chuyện nó kỳ cục lắm kìa. Những cái chuyện lạ lạ cơ mà. Bởi vì Đức nói rằng là lo cho mấy bà cụ, với có nhiều bà làm giết của mình cũng ba trợn giống bà luôn. Mình giết cũng không bình thường. Bởi vì không bình thường mới lo cho nhiều người không bình thường. Thấy không? Mà dẫn sanh cái tâm an lạc được là mình hiểu được cái nguyên lý. Mình đừng có dại khờ đi chuốc cái phiền não. Con người trong cuộc đời này á, mình giải quyết bất cứ việc gì mình đừng có đòi hỏi nó viên mãn quá. Mà đã được rồi thì đừng có đòi hỏi nó lên hoài. Nếu đòi hỏi nó lên hoài, lên là mình sẽ chuốc cái khổ. Đừng có đòi hỏi nó lên hoài. Vì nó lên hoài nó phải gớt xuống à. Nên đối với chùa mình gì là được lắm rồi. Những đức nói rằng chùa mình đã là quá được rồi. Không xài điện thoại, không giữ tiền riêng, không đi về nhà, đây cũng là cao thủ rồi. Nhưng tập khí con người phải cần bào mòn từ từ. Bào mòn giống như đá mà dao vậy đó. Ti mà thấy nó không mòn mà từ từ càng mòn mỏi. Hiểu chưa? Mấy vị thấy cục đá không? Thì mài đó không? Mài. Thời gian rụng cục đá luôn á. Cái nghiệp con người á, mình niệm Phật nó mòn từ từ. Cứ yên tâm, cứ kiên nhẫn đi. Mình kiên nhẫn đi sẽ có kết quả à. Còn tôi hung dữ cỡ nào, tôi niệm Phật giết mà tôi còn hiền. Ôi ôi, quý vị biết rằng á, những đứa có bà chị dâu, bà xưa bà làm chung với những đứa. Nó giờ bà lên đây bà cộng tu kìa. Quý vị gặp bà thì hỏi bà đi. Những đức ngày xưa dữ cỡ nào, những đức nấu ăn những hung dữ cỡ nào. Những đức vô, những đức đứng nấu ăn, những đức đứng ở đây này chảo, những đức để ngay cái đống chảo ngay chăn vô cái máy quay phim đó. Đứng ở đây những đức cầm chảo liền nắng rầm vậy đó. Mà chảo những đức cũng chữ nữa. Những đức nói má chảo, lò những đức cũng chữ luôn, má lò chữ không sùm chứ. Rau gì những đứa cũng đá chứ, chữ không sùm chứ. Còn vô người ta kêu cho dĩa đồ ăn đi, bực tức lên chữ không sùm chứ. Biết kỳ cục ghê không? Hung dữ thì ghê. Bởi vì những đứa nói đây thật là 100%. Những đứa mà đi mà những đứa mà dắt cục đá mà phát đó, là những đứa lụm cục đá được liền vô duyên. Mà liền có được gì đâu.
Từ còn nhỏ đã tính nóng rồi. Nhà Đức đi mà cái cây mà quào, nhà Đức cái này, nhà Đức cầm cái dao, nhà Đức phan cái cây vậy. Giống như thằng khùng vậy đó. Vậy đó mà thằng khùng này tu giết rồi còn chuyển. Thấy chưa? Tu giết rồi còn chuyển. Bây giờ gặp bao nhiêu cơ đều giải quyết được hết trơn, nhẵn được luôn. Người ta nói này nói kia nhẵn được luôn. Nhà Đức nói thật quý vị biết, nhà Đức nuôi người già có nhiều bà bà đi bà chửi như Đức te tu. Lo hết lòng hết dạ bà đi bà ra ngoài bà chửi te tu cho bà đi. Có rõ ràng mà. Chữ kịch liệt luôn. Người nay chữ thầy bữa đi nè. Chữ đi. Chữ xong đi vài bữa lết lết vô. Thầy ơi cứu con thầy ơi. Vừa đi ra xe cán gãy cái chân rồi. Cứu con thầy ơi. Thầy là người tu nên mang tâm từ bi. Đừng có so đo với phàm tục. Nó tợ. Bà cũng còn khôn quá. Nói vậy thấy không? Nó, một con người ác như những đức, hung dữ như những đức mà còn tu chuyển được. Không chỉ bí bị đâu có hung dữ như những đức đâu. Những đức là hung dữ ác đạn lắm. Chữ tá lã âm binh. Ai mà làm chung như đức là những đức chữ tá lã. Bà chị dâu như đức chữ luôn. Chữ láng đụng ai cũng chữ chứ. Chữ với mà cái mỏ nhỏ quét. Vậy mà niệm Phật với cái mặt cái mỏ bằng lại liền. Không giảng tịnh độ này mà muốn ra được tịnh độ là phải nhất định là phải làm nền từ mình phải cho mạnh. Mà cái nền Nhân Đức là cái nền thiệt chứ không phải giả. Thấy không? Đó là chính xác thực bản thân Nhân Đức. Niệm Phật tu viết chuyển nghiệp nè. Sân si chuyển bớt rõ ràng luôn. Còn Nhân Đức là người dặn dai kinh khủng luôn. Dặn dai dữ lắm. Nhân Đức với ông chú Nhân Đức làm chung 3 năm không nói chuyện một câu. Kinh chưa? Làm chung kế bên luôn. Dặn nhau không nói chuyện một câu 3 năm. Quý vị biết cái tính Nhân Đức dặn dai cỡ nào chưa? Khó tính dặn dai. Vậy mà tu với bây giờ có dặn ai đâu. Bây giờ quý vị hỏi bây giờ thầy còn dặn ai không? Tôi ngu gì tôi dặn ai cho nó mệt. Lo tu với dặn gì cho nó mệt. Khỏi cần dặn. Bây giờ không dặn ai nữa chứ. Trong tâm rỗng rang thoải mái. Ngày nào cũng ăn ngon ngủ yên. Còn bệnh thì bệnh khỏe khỏe. Ngày nào cũng đặc biệt chứ không dặn ai chứ. Dặn chi? Trời mai mốt mình chết queo mình đi đọ lạc. Bây giờ dặn làm chi cho nó mệt. Thấy không? Hòa thượng ở đó ngài nói một câu này nè. Mình đừng có dặn ai thì mình thẳng hai chân mình ngủ. Mà mình ngủ mà mình còn co lại là mình còn dặn. Ở đây ai thẳng chân ngủ. Nằm duỗi hai chân ngủ. Ở đây chắc ai cũng co đúng không? Nó. Mình cũng chưa có được duỗi ngon lành mấy vị. Lâu lâu cũng còn dặn. Nên lâu lâu bây giờ ngủ nó còn gút chút. Nó. Nên phàm phu mà thấy không. Đừng có dặn ai hết trơn là mình sung sướng lắm mấy vị. Nhưng mà nói không dặn thì cũng không có. Dặn chút hết. Bực bội chút hết. Nuôi con người mà bực bội chút hết. Không có như ngày xưa nữa. Ngày xưa nó ôm nặng nề dữ lắm. Những đức nói với vị nghe chứ. Cái bực bội của chúng ta nhất là mình đến với người ta nó quá nhiệt tình. Mình lo hết lòng hết dạ. Mình tận đáy lòng với người ta mà người ta không hiểu cho mình. Mình tức lắm quý vị. Mình hết lòng hết dạ với người ta. Mình nhiệt tình hết mình. Như quý vị làm vợ người ta quý vị hết lòng hết dạ với chồng. Mà chồng nó lại không hiểu quý vị. Mà nó lại đối xử tệ bạc quý vị. Hận lắm quý vị. Tức lắm. Hoặc là mình nghe ông thầy không có tâm huyết gì. Mình hết lòng hết dạ với thầy. Mình nhiệt tình chung tay với thầy. Mà khi mà thầy la mình gì mình tức lắm quý vị. Những cái việc này khỏi đi. Những đức nói cho quý vị nghe chứ. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Không có ai làm giùm cho ai hết chứng á. Thí dụ như mình phục vụ cho ông thầy, mình lo lắng cho ổng. Ổng lo lắng cho bao nhiêu con người. Ổng la mình. Đó là khảo đạo thử thách mình tu. Còn cái chuyện mình làm mình giúp ổng là mình đang giúp mình. Mình đang giúp ổng cũng như là một chúng sanh. Cũng như vị Phật sẽ thành. Bản thân của chúng ta lo lắng cho thầy. Thầy có chữ có la mình có buồn. Mình nhiệt tình thì mình cứ nhiệt tình. Mình đừng có kể công. Tại vì mục tiêu của mình là sanh cực lạc. Đúng không? Tiêu mình sanh cực lạc mà. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi.
thì mình về Cực Lạc rồi. Cố gắng lên quý vị ư, nỗ lực lên, cố lên, hiểu chưa? Nó mấy anh em xuất gia cố lên, mấy ni xuất gia cố lên, hiểu chưa? Trời ơi, mình phải nỗ lực lên để mình về Cực Lạc. Bây giờ không có buồn giận ai nữa hết trơn á, không có thời gian, nhiều việc bận lắm không có thời gian giận nữa. Bởi vì làm việc nhiều cũng tốt, tại nó không có thời gian giận mấy vị. Mệt quá giận không nổi. Giống như bây giờ, ví dụ như cô Thanh, cô Châu đồ này kia, hay công việc nấu ăn bù đầu bù cổ, hỏi mấy cô còn buồn ai, nói dạ không đủ sức buồn thôi, không còn sức lực để buồn nữa. Hiểu không? Có nghĩa là quý vị nhớ nè, trong công việc quý vị làm điều niệm Phật được á, cái pháp môn tịnh độ này nó đặc biệt ngay cái chỗ là quý vị làm việc gì quý vị cũng niệm Phật được á, tại mình không niệm. Nó thật sự là tại mình không niệm. Ngày xưa mình ngoài đời đi, những đức nó thiệt chứ, ngày xưa những đức nấu ăn nghe, ôi ôi những đức mà nấu ăn lại đứng là hát nghiêu ngao, đi hát có hay nhưng mà hát hoài vậy đó. Em ơi nếu mong không thành thì sao. Hát hoài vậy đó, không biết sao kỳ cục. Trời ơi cái gì đâu mà tối ngày em ơi nếu mộng không thành thì sao. Cứ nói vậy hoài, bởi vì không ai yêu chứ. Vô duyên. Cứ hát bài hát đó hoài. Kỳ cục hơn cái gì. Trời ơi, quý vị biết rằng là hát quen luôn, quen cái miệng hát. Bây giờ tại sao mình không niệm Phật quen? Mình làm việc mà sao mình không niệm Phật? Dùng câu Phật hiệu niệm vào. Trong công việc mình niệm Phật hoài đi, quen, quen đó quý vị. Quý vị chỉ cần rèn một năm thôi, đừng có quan trọng niệm vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít gì, cứ niệm đi. Giống như cái bà nãy bà xào, bà xào gạo mà bà gan nó làm nè, a di đà phật, 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 bà làm hoài vậy đó. Còn quý vị nhép môi thôi nó đỡ ha, tốn tốn sức. A di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật. Hiểu chưa? Cứ mà niệm Phật. Ví dụ như giờ mấy anh em đi hàng sắt đi phải không? Hàng mà cái tay chứ đâu phải hàng mà cái miệng. Cái tay mà. Mình vui lắm nghe. Còn mình mà cái kiểu mà gì là nó săn si lắm nha, này nhận tịch. Mình gồng mình chịu rồi thêm nó cái tàn của lửa nó văng á, rồi cái mắt mình làm nè, kiểu để viết tay biến thấy mồ luôn. Nó méo luôn á chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Méo á. Đừng nói chuyện đùa. Nó nhớ nghe. Ồ, mấy anh em dùng cái câu vật hiệu vô liền. Hàng á. Phật tử mà coi mặt này mắc cười luôn. Cứ hàng niệm Phật thôi, hiểu không? Còn mình kéo cây á, mình kéo cây, mình ghinh cây á, bưng lên gì mình bưng lên, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, mình đi mình niệm. Còn mấy bà xào đồ ăn, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, niệm Phật liền, hiểu không? Mình cầm đâu đũa cô Châu, mình gắp đồ ăn mà mình niêm niếm rồi mình lặt đồ hũ á, lặt qua. Và niêm đồ ăn. Thấy không? Niệm Phật liền. Mỗi lúc mọi nơi phải áp dụng câu Phật hiệu vào cái cuộc đời của mình. Người đó gọi là người biết niệm Phật đó. Cái người đó là người biết niệm Phật đó. Trong mỗi lúc mọi nơi cứ dùng câu Phật hiệu đi. Quý vị biết rằng những đức mỗi ngày vui nhiều, trong khi bao nhiêu chuyện là từ đâu niệm Phật mà ra. Đi lên xe một cái chạy qua chạy lợi, một ngày đi 6 lần thì lên xe cái niệm Phật qua tới bên đây. Đi vòng vòng niệm Phật, đi lên phòng ngồi niệm Phật, vậy thôi. Người gặp Phật tử thì khuyên người ta tu, buông ra niệm Phật. Người ta nói mình niệm Phật, mình nói thì thôi. Ai không niệm kệ, tôi áp dụng gì tôi thấy an lạc rõ ràng. Nó khuyên đại chúng mình cố gắng niệm Phật đi. Cái công đức niệm Phật nó lớn dữ lắm quý vị ô. Ô.
Hiểu không? Nó, mà niệm Phật nó không có buồn nghe. Niệm Phật không có cô đơn nghe. 100% niệm Phật không có buồn, không có cô đơn. Những đức nói thiệt, mình mà không niệm Phật là mình buồn, mình cô đơn liền đó. Quý vị biết rằng có khi mình niệm Phật nghe, mà mình đứng ở trên cái lan can mình niệm nghe, vậy mà trong lòng của mình giống như nó phơ phớ, mà giống như là mình nghĩ cái chuyện mà tương lai Phật rước mình về Cực Lạc á. Tự nhiên mình đang đứng mình niệm Phật, mình nhìn về hướng mặt trời mà lặn á. Tự nhiên mình nhìn mà mình nghĩ rằng con bây giờ ở cõi này con làm việc gì, mỗi ngày con niệm Phật, rồi một ngày nào Phật A-di-đà cầm đài sen đến và con sẽ bước lên đài sen, Ngài đưa con về Cực Lạc. Thấy chưa? Quý vị nghĩ như vậy đi là quý vị không có buồn ai nữa chứ á. Tại mình là con Phật A-di-đà, tương lai gì Cực Lạc mà buồn chúng sanh chi ạ? À? Hiểu không? Mình buồn tan chi, mình khổ. Mà những đức nhắc hoài chỗ này đó mà mình vẫn còn buồn á, mà giảm. Mà nhắc hoài viết nó giảm luôn, nó mắc luôn á. Thấy mình hiểu rồi. Nên quý vị thấy nghe pháp nó thoải mái, cái tâm trạng ghê không? Nó một chút mà có mi lương. Thấy chưa? Ngừ cái bánh như cái mi lưu nữa, thấy không? Đó, nên thôi kệ, mình cứ lo cho người ta hết lòng hết dạ đi. Đó, bây giờ những đức mà chuẩn bị mua gói ôm cho các cụ. Các cụ ngủ ngon nha. Các cụ ngủ ngon để mà thức dậy niệm Phật về Cực Lạc các cụ ơi. Thấy chưa? Ngủ ngon thức dậy rồi niệm Phật đi về Cực Lạc. Những đức nói với vị nghe nghe. Quý vị mà an lạc, quý vị vui vẻ đi, quý vị tu với da mặt vì nó căng ra. Hồi xưa mới vô chùa nó xếp ly là vì nó phiền não. Thì vị coi gì mà không phiền não sao được. Nhìn mặt là biết hết gạo. Vị thấy có bao giờ gương mặt này như đức gì không? Nên gạo đầy kho. Thấy chưa? Mình ngoài đời mình bận tâm quá, mình lo lắng quá, giết mình xếp ly mau lắm. Nó xếp ly đầy mặt hết chứ. Vậy mà quý vị vô đây trong vòng nửa năm sau thôi, căng ra. Mặt hết xếp ly. Cười. Thấy không? Mình cười là nó hết xếp ly. Đừng có nhâu nghe, đừng có đi đâu mà cũng. Mặt ghê quá. Nên đừng có nhâu. Nhâu là khó chịu. Đừng có nhâu cái mặt. Khó chịu lắm, hiểu không? Cười nhiều đi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười, cuộc đời sẽ lỗ. Không cười là nó lỗ nặng, lỗ to. Nó giống như Đức chỉ quý vị. Chồng nó đi nhậu về ngoài đời á. Nó chửi mình. Mình biết thằng này nó gì, nó chửi mình. Nếu mình chịu đựng được nó chửi mình nằm mình niệm Phật. Còn nó ban vô nó đánh mình, gút mình lên sợ. Nó nghĩ đánh. Còn thấy cái mồi nó vẫn đánh, kiếm chỗ nào trốn. Ngu gì ngồi đó chỉ cho nó đánh. Tàu ô có cái bà đó trên thành phố, quay lại cái đoạn mà bà bị chồng đánh. Chồng nó tán vô mặt bằng cái bóp. Nó nằm nó đưa mặt làm nè. Bóp. Cái chân nó dậm thêm một cái nữa bà. Nhưng Đức nói cái bà này bắt khờ thấy ghê. Đứng lên mà đi giùm tôi đi. Sao mà nằm nó hoài hết trời. Nằm nó quýnh chứ mà chết bây giờ. Quýnh cái thôi mình chạy mất tiêu. Chạy phức cho rồi đi. Đúng không? Người ta đàn ông mà. Ta đánh mình chạy chỗ nào mình ngồi mình chơi đi. Hoặc là mình bỏ túi vài trăm ngàn mình đi uống cà phê. Ngu gì nè ngồi đó chỉ cho nó quýnh. Đúng không? Nè. Chạy ra quán cà phê mình ngồi uống cà phê chút nó đi ngủ mất tiêu à. Đàn ông nó gì nè. Nó quýnh mình cái thôi là nó muốn mình đi chỗ khác đi. Nó không có đánh nữa đâu. Không có cố tình đánh đâu. Nhưng mà mình nằm đó cái mặt mình làm nè. Lê lê lê. Bóp. Lê lê. Bóp. Lê lê. Bóp. Một chút là mặt mài máu không. Ai mượn mình nằm đó chi à. Đàn ông là nó thấy mình nằm mà cái hả cái miệng mà khóc. Rồi nó bực bội, nó tức, rồi nó lại đánh nữa đó. Nên nó đánh một cái thôi mình chạy mất tiêu. Nó không có tiền đi lỡ chỗ nào, mượn tiền đi uống cà phê chơi. Đi ra ăn tô phở. Hiểu chưa? Tại vì sao vừa mới bị đánh nên ăn tô phở dưỡng sức. Trời ơi, vậy thì nó quá khôn rồi. Nằm đó chi ạ? Hiểu không?
Còn mình là người niệm Phật á, người ta chửi mình, chồng nó chửi mình cái mình nhịn đi, đừng có nói tiếng gì chứ mệt quá. Có cái bà kia nghe bả niệm Phật, bả cầu sanh cực lạc. Thằng chồng nó không có tu nghe, mà nó không có cấm bà tu. Như vậy đó, cho vợ đi chùa luôn. Có một lần nó chửi cái bà này, chồng chửi bà vợ, xong cái bà này cự lại nó. Chồng nó coi nè, uổng công tao lo cho mày ăn mày uống đàng hoàng rồi cho mày đi chùa, mà 4-5 năm nay mà bây giờ mày đi chùa mày trả lời lại với tao, đúng ra mày đừng có nói cái gì hết trơn á, thì tao cảm thấy tao không phục Phật Pháp dữ lắm. Trong lòng tao cảm thấy tao nể nang Phật Pháp dữ lắm luôn. Dù tao chưa tu nhưng trong lòng tao đang hướng đến tu rồi đó. Nhưng mà bữa nay mày cự lại với tao, tao thấy mày dở quá. Mày dở quá dở à, thấy chưa? Cái bà đó bà nói, chồng bà nói câu đó bà sững người luôn, xin lỗi ông luôn. Em hứa với anh từ hôm nay em không bao giờ trả lời một tiếng. Bà này cũng là đúng là tỉnh ngộ mau ghê. Các vị nên tỉnh ngộ đi. Họ về họ chửi mình, họ khổ mình, mà nhịn được là mình sẽ đặc biệt liền à. Mình muốn giảng sanh không? Các vị muốn về cực lạc không? Muốn về cực lạc là nhịn được liền, chắc chắn quý vị luôn á. Nếu như mấy anh em đây mà thật sự muốn sanh cực lạc nha, mấy anh em sẽ không nói một tiếng gì về cực khổ ở trong chùa, không bao giờ nói một tiếng gì oan ức của mình ở trong chùa này chứ, không bao giờ nói tới luôn. Lỡ mình ấm ức quá thì chia sẻ cùng thầy xong buông ra, thấy không? Mình ấm ức quá rồi mình phải kìa, tìm chỗ mình đổ, mà phải lựa cái chỗ đổ ngon lành, đừng có đổ tầm bậy, đừng có đụng ai cũng nói nó làm cho người ta chúng độc tùm lum. Quý vị có đem đưa cho tôi nè, tôi là người có khả năng giải độc nè, đem đưa cho tôi giải cho là xong à, đừng có đi tùm lum tùm la mất công, làm cho tùm lum người dính độc, hiểu không? Nếu thật sự muốn sanh cực lạc thì ở cõi đời này chúng ta nhất định sẽ nhiều cái nhịn được hết trơn. Nhớ, đừng có bao giờ nói rằng tôi làm cực vậy mà mấy anh em không phụ tôi. Những đức nói cho mấy anh em nghe, mấy anh em mà siêng năng, mấy anh em mà giỏi làm rồi nghe, rồi 2-3 năm, 3-4 năm sau mấy anh em sẽ biết liền nha, sẽ biết liền. Cái người mà không làm mà chăm chích mình hoài, không biết họ mất tiêu ở đâu luôn nữa. 2-3 năm đi rồi mấy anh em sẽ biết à. Hồi sau văn giải mà tự nhiên gầy dựng cho mấy anh em đặc biệt vô cùng luôn. Còn nếu như bây giờ mấy anh em đi nói rằng là tôi oan ức, hoặc là tôi làm nhiều mà nó không phụ tôi, nói này nói kia nói nọ, mấy anh em quên mất tiêu cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng rồi. Họ, mình đã giảng dạy hết trơn rồi, mình nói hết trơn rồi, không phải mình không nói đâu. Mà họ vẫn như vậy thì nhân quả tự đến với họ à. Mà mấy anh em nhiệt tình hết lòng với Tam Bảo nghe, sẽ có người đến đặc biệt để phụ mấy anh em, yên tâm đi. Trời ơi, tôi làm chuyện trong Phật Pháp thì 10 mấy năm nay tôi kinh nghiệm quá mà, nó quá kinh nghiệm rồi, đừng có lo. Nên những đức nói với nhóm cô Châu rồi bên kia, giờ gần 700 người bên đó lo việc nấu ăn bên đó, cực lắm chứ không giỡn đâu. Nhà Đức nói kiên nhẫn hết lòng, vui vẻ quan hỷ. Ban đầu khảo đảo thử mình đó, rồi Phật Bồ Tát sẽ điều chỉnh con người đặc biệt cho mình không, yên tâm đi. Trời ơi, mình là phàm phu, mình còn thương chúng sanh như vậy, mình còn vì người ta mình lo, mình không lãnh lương, Phật Bồ Tát cũng có bỏ mình đâu. Trời ơi, trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có một câu dạy, cái này là cái chuyện thế gian thôi, nói rằng ông trời muốn giao phó một việc gì quan trọng cho một người thì ông trời phải làm cho con người này phải đau mình dập xương dập thịt, te tua tả tơ, rồi lúc đó ông trời mới giao phó công việc. Vì con người này đã được sự rèn luyện của chữ nhẫn thì mới thành công sự nghiệp của thế gian. Nhớ đó, mình bây giờ là mình muốn đến cái cảnh giới của Phật, mà chữ Phật là chữ giác. Mỗi ngày mình đi đứng nằm ngồi, cái gì mày muốn gì, muốn gì thì thua rồi. Thôi trời, mình niệm Phật mỗi ngày mà, hiểu không? Nên từ nơi đó mà đừng có bao giờ mà mình đi cái tâm của mình mà nói oan ức. Đừng có dùng cái chữ oan ức, mất công mệt nó đi, nó không có oan ức gì đâu. Mấy anh em kiên nhẫn 4-5 năm rồi, mấy anh em sẽ thấy nó không có oan một chút nào chứ.
rồi tự nhiên cái nội tâm mình nó an lạc, nó vui sao đâu. Nhưng nhớ nè, chùa mình tu mà ai cũng vui chứ, quay phim thấy không, chúng ai cũng đẹp, là từ đâu quý vị biết không? Nhờ quý vị tu mà quý vị đi một hướng một, cái tâm quý vị nó không có bị lừng chừng. Những đức nói quý vị mà tu mà quý vị mà lừng chừng 5 năm á, người ta hướng dẫn quý vị, người ta lo cho quý vị mà quý vị không tin tưởng, quý vị phân hai ra, nay núi này mai núi kia, là quý vị tu không có an lạc đâu, cái mặt đen thui à. Những đức nói thiệt đó. Ơi, nội tu giảng pháp gì nè, là quý vị biết rằng là cái nhân sinh này người ta nghe được đó, cái căn tính này nghe được nè. Nếu mà đi thẳng vào trọng tâm của kinh giáo á, nó ngồi dưới làm gì nè, nghe được cái gì, ngủ hết trơn. Cái cách giảng của mình là cái cách giảng mà mỗi căn tính ai cũng nghe được. Có những câu quý vị thấy nó trọng tâm lắm á, có những câu thì nó đùa vui vui để cho cái người mới nghe được, rồi từ cái vui đó mà tỉnh, tỉnh rồi mình mới đẩy vào pháp vào, nên người ta mới được lợi ích. Mấy cái điều quan trọng mà cái buổi giảng người ta giảng, quý vị để ý đi. Một là cái gì, cái đề nè, nguyện sanh cực lạc kiên cố, nhớ nghe, niệm Phật nguyện sanh cực lạc kiên cố, nguyện thế gian tùy duyên đó, nhớ đó, nguyện sanh cực lạc kiên cố, nguyện thế gian tùy duyên, chọn hết bổn phận thành bãi tùy duyên. Đã chọn hết bổn phận rồi thành bãi tùy duyên chứ, còn sanh cực lạc là phải niệm Phật kiên cố cái tâm muốn sanh cực lạc. Đúng rồi quý vị, nếu mà như vậy thì đâu có gì đâu phiền não. Nói bây giờ mình làm việc cho mọi người, cho chúng sanh, chúng sanh có phước có duyên, mình có duyên có phước mình giúp người ta được. Bây giờ mình có duyên có phước làm người ta không có phước có duyên, sao hưởng? Mình muốn cho cũng không được nữa, mình muốn cho cũng không được nữa quý vị à. À, trong kinh Đức Phật nhắc nhở mọi người chúng ta, có thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp. Từ nơi đó mà mỗi người mình có được thân người và gặp được Phật Pháp, chúng ta nên trân quý cái nhân duyên đời này mà mình được gặp tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ là chư tổ sư nói một đời thành Phật, giảng sanh về cực lạc là làm Phật. Nên mỗi người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên đặc biệt này, mà mỗi người mình phải phát nguyện sanh cực lạc, cái tâm đó phải kiên cố. Còn cái nguyện ở thế gian, mình chỉ cần chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên, nhớ. Mình chỉ cần mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, cái tâm gì cứ gầy dựng cả đời vậy đó, gầy dựng hoài vậy đó. Như hồi nãy những đức bên hộ pháp thấy cô kia, cô gan gạo nấu cháo, mà cô cầm cái sạn cô cứ đảo tới đảo lui mà cô gì nè, A Di Đà Phật, 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 cứ làm hoài luôn. Những đức ngồi đứng phía sau coi thử đâu gần 10 phút hồ, cứ làm hoài luôn, cứ sao quá sao lỡ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà cô đó hình như là 85 tuổi mà cô khỏe lắm, mà cô vui lắm luôn, nhìn cô vui lắm. Thì rõ ràng không, cái người mà thường niệm Phật, thường nhớ Tây Phương Cực Lạc là cái người này họ thường vui, họ không có buồn. Tại vì họ nhớ Tây Phương Cực Lạc, họ nhớ A Di Đà Phật thì cái tâm họ là muốn về cực lạc. Dù là bây giờ đang còn cái thân ở cõi ta bà, nhưng cái tâm của họ, họ hướng về cực lạc rồi. Mà cái tâm của chúng ta mà niệm Phật mà hướng về cực lạc đó, là mình ít bao giờ mà mình đi buồn dặn cái người cõi ta bà làm gì lắm. Nên cái người mà đi vào trong chùa mà tu hành á, mình phải hiểu cái việc này nè, bị nhớ nè. Vào ngôi Tam Bảo, mình ở mình tu, ngôi Tam Bảo này vẫn còn là ở ta bà. Nên người thì có người gì, người khác, giống như bàn tay vậy đó, có ngón dài ngón ngắn.
Có người tốt, cũng có người tốt mà tốt ít. Tính tình này, tính tình kia tùm lum. Tuy là mỗi ngày mình nhắc nhở đại chúng niệm Phật cầu sanh cực lạc vậy, chứ đâu phải là cái chuyện mà con người ta nhắc một cái là người ta làm được liền đó trở. Nếu mà nói nhắc một cái mà làm được liền vậy, đâu phải là nói là mạt pháp. Pháp của Phật làm gì có chuyện mạt. Mà vì sao nói gọi là mạt pháp? Là vì con người ta nghe pháp mà người ta không làm mới là mạt pháp. Nên mỗi người mình phải hiểu nguyên lý này. Người ta nghe thì người ta nghe vậy đó, người ta không có làm. Mà người ta làm mà làm chứ không làm bao nhiêu. Rồi từ từ người ta hiểu rồi, được chút ta làm thêm chút. Có nghĩa là đều có cái thời gian rất dài. Nên cổ nhân có một câu nói: trồng cây 10 năm. Mình trồng cây, cây dễ nhất là 10 năm là có ăn à. Như sầu riêng đồ mà mình trồng có thời gian dài, mà phải trồng cây con chứ không phải là cây chiết. Cây chiết thì nó ăn sớm mà tàn mau. Còn mình trồng cây con á, thì nó chậm ăn nhưng mà có thời gian dài. Nên nó là trồng cây 10 năm, trồng người 100 năm. Nghĩa là ý nói là đối với con người á, mình phải có cái sự kiên nhẫn đối với họ. Gọi là nền giáo dục ta bà, phải kiên nhẫn mới có cái thành công. Đúng không? Những đức mười mấy năm đi tu là mười mấy năm lo cho chúng, rèn được cho mình một cái tâm kiên nhẫn nuôi con người. Quý vị nhớ nè, đừng có bao giờ nói rằng là họ trong chùa họ tu, họ ăn chay niệm Phật mỗi ngày, khuyên thầy phiên này kia, nhưng mà tại sao còn tính này tính kia tính nọ. Cái đó là chuyện của họ. Chỉ cần họ đừng có làm cái gì mà là động đậy với người khác quá đáng thôi. Họ còn cái tập khí nhưng mà họ quyết tâm họ tu là từ từ họ sửa. Chứ mình đừng có đi nhìn họ làm gì, mình nhìn mình nè. Mình còn một đống nè. Mình còn quá chân nhiều luôn. Mình còn nhiều cái tạp khí còn hơn gì nữa. Mình đi nhìn họ làm gì nè. Mình còn chưa xóa tan được đây mà mình đi nhìn họ để mình gom một đống nữa. Giống như của mình loại chưa xong mà đi đem bỏ vào. Đúng không? Giống như trong tâm mình bị dính độc mà chưa có giải độc được. Mình còn bỏ độc vô thêm, không biết chừng nào mới giải được cho mình. Nên mỗi một người nghe đạo, mỗi một người biết tu là mỗi một người khéo léo tự giải độc mình đi. Khéo léo giải độc mình đi. Thí dụ như bây giờ mình ở nhà mình niệm Phật, mình gặp ông chồng ông đi nhậu. Đi nhậu chuyện của ổng, mình khuyên ông nghe thôi chứ. Mình lo mình niệm Phật cái chuyện của mình. Mình có đi nhậu được như ổng không? Ông nhậu đường lít, mình nhậu người xị là mình quắt cần câu. Nên ông vậy là hơn mình rồi, kệ ông cái mảng đó của ông. Còn bây giờ kêu ông đi niệm Phật như mình, ông niệm đâu có được. Vậy thì mình cứ làm cái chuyện của mình, hiểu không? Nó vậy thì tự nhiên mới bị tu được à. Nên có những người ta đi vô chùa, người ta cũng là có tâm lắm, người ta đi để ý. Để ý người này, người kia, người nọ. Rồi người ta gặp những đức, người ta cũng nêu người đó vậy, người đó vậy, người đó vậy, thì mình cũng cảm ơn người ta. Nhưng mà mình khuyên người ta một câu gì nè: thôi cố gắng đi. Cái việc trong chùa mà tôi ở 10 năm nay, không lẽ tôi không hiểu. Con người trong chùa tôi biết hết. Nhưng mà có khi sống trong cuộc đời này á, nhắm con còn con. Hiểu chưa? Nên nhớ nè, sống trong cuộc đời này nè, mỗi một cương vị nhắm con, mở con mà sống. Cương vị nào cũng vậy, làm quan cũng vậy, mà làm gì cũng vậy hết. Nhắm con, mở con. Còn nếu mà có cơ hội thì con kia nhắm hí hí, còn con kia mở to. Cơ hội từ từ tăng lên chút. Đừng có mở hai con to quá, mình sẽ rất là khổ. Hiểu không? Đừng có mở hai con to quá, mình khổ lắm. Giống như có ông này, ông làm quan thanh liêm lắm. Ông cũng rất là thanh liêm, nhưng mà ông làm trong quan trường lâu ngày ông hiểu á. Thì ông không có đi kiếm chuyện nhiều. Hồi xưa ban đầu ông còn trẻ, ông kiếm chuyện dữ lắm. Ông kiếm chuyện tá lả binh nhé. Sau này ông lớn tuổi một chút, ông không đi kiếm chuyện nữa.
mà ông cứ rảnh rỗi ông vẽ tranh, ngâm thơ, ông sống vui vẻ. Nhưng mà ai mà lỡ mà tố cáo là ông xử lý á, ai tố cáo thì ông xử, còn không tố cáo ông cứ vẽ tranh, ngâm thơ. Thì bắt đầu là đệ tử của ông bên cạnh còn trẻ nói tại sao thầy không giống như năng nổ lên. Ông nói là ngày xưa tao còn trẻ tao năng nổ dữ lắm, nhưng mà tao thấy rồi, năng nổ nhưng mà có khi nó chưa tới chuyện là tao đã đi tìm chuyện rồi, nên tao không có ngày nào được rảnh rỗi nghỉ ngơi. Nhưng mà sau này tao già tao hiểu ra nguyên lý, thôi chuyện đến thì xử, chuyện chưa đến thì từ từ. Hiểu chưa? Nó cũng nằm yên được mà nó cũng tự tại lắm quý vị. Nó có thời gian cho mình, giống như nó có thời gian cho mình được chủ động á. Chủ động là mình có thời gian cho mình tu được. Còn nếu như mình đi rình rập họ, mình đi tìm họ hoài thì mình không có thời gian tu, mà mình bị phiền não, mà mình hao năng lượng hết trơn rồi. Khi mình hết năng lượng rồi, việc chỉ càng ấp xuống mình cái là coi như mình lãnh đủ. Nên mình làm gì mình làm, mình phải gây dựng cái tâm niệm Phật giảng sanh của mình. Nên những đức mới nói rằng là nguyện sanh cực lạc thì kiên cố, mà nguyện thế gian thì tùy duyên. Rõ ràng mình nguyện thế gian tùy duyên thì mình an lạc à. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, cái duyên trần mà làm sao mà mình giải quyết hết được. Cái duyên trần nó cũng như cỏ vậy đó, khỏi cần giải nó cũng lên nữa, quý vị công nhận không? Một cái miếng đất á, làm sạch sẽ hết trơn, bỏ đại đi, lúa không có mọc mấy cây chứ, mà cỏ mọc đầy, rõ ràng chưa? Thì ở cái cõi đời này á, cái hư nó nhiều, lúa cũng như là cái thiện nó ít lắm. Mình mà mỗi ngày mình đi bứt cỏ hoài luôn, mình bứt cả đời, mình bứt cung sông, nhưng mà bản thân mình phải chịu tổn cái gì? Là mình gom nhặt cỏ. Thật sự mà nói, trong công việc này làm viết những đứa cũng kinh nghiệm, nên viết những đức mang tâm yêu thương vẫn là hay. Bản thân mình gầy dựng cái duyên phước của mình cho tốt, mang tâm yêu thương là gầy dựng cái duyên phước cho mình. Mình đâu phải không dạy ta đâu, mình dạy rõ ràng hết trơn rồi, mình nói rõ ràng hết trơn, mà mình cũng giải quyết vấn đề. Nhưng mà mình không có cực khổ như ngày xưa đi lặn lội, đi tìm kiếm, đi moi đi móc tùm lum không. Nhưng mà mình dạy người ta đàng hoàng, có quy tắc đàng hoàng, nó cũng có cái nghiêm khắc quy tắc, nhưng mà mình không có cực khổ như ngày xưa. Ngày xưa nhà đức cực khổ lắm, chuyện chưa đến nhà đức cũng đi kiếm chuyện nữa. Nhà đức đi kiếm chuyện tối ngày cho nên đức mệt muốn ăn chết luôn, viết ấm nhơ mà hô hốc mỏ nhọn quét. Đi kiếm chuyện mà tối ngày cái miệng cứ gì nè, viết nó nhọt. Thì quý vị biết nhà đức từng nói mà, đi ngang cái cô đó mà mình đâu có ý gì đâu, mà tự nhiên mình phớt ngang cái mỏ nhọn trúng vô mặt người ta. Tao quay lại tao nói ông thầy Di, mỏ nhọn quá. Chu tối ngày, cả ngày không có nụ cười, cứ làm gì không chu cái mỏ cái đi, nó kỳ cục. Thấy chưa? Mình viết rồi mình hiểu rồi. Thôi thôi mình có dạy gì để chu mỏ hoài chi, cừ đại đi. Bây giờ cừ viết đỡ hô. Thấy không? Miễn sao mà thấy nó an lạc là được rồi. Nên nhớ đừng có mang cái tâm không vừa lòng không vừa ý. Hòa thượng ngày xây ngôi chùa to hơn gì, cái tâm của ngài nó rộng, ngài cho người ta vô ở hết trơn. Mà mình vô đây mình ở mình tu thôi mình chịu còn không nổi nữa. Người ta cái công xây nhà cực khổ mà người ta cho chúng sanh vô tu hết trơn. Đã nói là chúng sanh hư thì mới đi tu, thì vô đây nó sửa, nhất định nó sẽ sửa đó. Nhưng mà sửa nhiều thì tốt nhiều, mà sửa ít thì tốt ít. Còn không sửa thì nó ngoài đời, nó không có sửa nó ngoài đời chứ sao. Nhưng mà có khi mình không hiểu đâu, người ta đã sửa rồi đó mà ta còn nghiệp lực, hiểu không? Ta còn nó hòa thượng ngày xây ngôi chùa to gì cái công cực lắm chứ, nhưng mà có nhiều chúng sanh ngày còn cho ta ở hết trơn. Còn có những người mình vô mình cộng tu thôi đó trời, mà chịu không nổi, mình đi lặn lội đi tìm đi quằn
Còn có khi còn nói để con giúp đỡ thầy, nó thôi mệt quá. Tôi bao nhiêu năm nay tôi hiểu quá trời hiểu quá. Nó biết hết trơn á. Nhưng mà những đứa nói câu nãy đó, nhắm con, mở con, còn từ từ mình cho con kia hí lên chút, hiểu chưa? Hí vậy nè. Hiểu không? Hí vậy nè. Nói vậy thì được á. Ồ, một đời cũng là một đời. Cái vị một đời chi cho nó khổ dữ à. Chỉ cần mình gây dựng cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc cho mạnh đi, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà mấy cái bà mà niệm Phật mà muốn giảng sanh đó, mà mình cũng nghe tin chồng của mình nó ra ngoài nó có mèo có chuột vậy đó, thì mình cũng là y gan như những đức nhắc nhở nè, gì nè. Nhắm con mở con, hiểu chưa? Nhắm con mở con đẩy đi, thôi mệt quá, con nó kêu nó bỏ nó cũng không bỏ nữa, mà con dừng làm lớn chuyện lên mắt luôn thằng chồng, mắt cả chị lắng chài luôn á, hiểu không? Nó, nếu mà mình còn thương người ta thôi, mình nhắm con mở con cũng là sống được rồi, chung chung, hiểu chưa? Nó đừng có mở hai con mắt ra quá, nó căng thần kinh thiệt. Quý vị thử mở hai con mắt mà to quá, nó căng thần kinh đó quý vị. Cứ tối ngày giết rồi gì nè, ngắt ngay luôn á chàng, không có giỡn đâu. Ngày xưa những đứa ở trên kia không có hiểu chuyện nhiều, tuy giống như mình thật lòng mà mình hết tâm dữ lắm, nhưng mà giết á, mắt những đứa nó lòi hai con mắt ra kỳ lắm. Tại vì biết sao không? Khi con người mà hao năng lượng là hai mắt mình nó lòi kỳ lắm, nó lòi hai mắt ra. Là mỗi lần gặp Phật tử là Phật tử tưởng đâu mình bị bệnh hậu. Nó lòi hai mắt à. Mắt lúc nào đó cũng gì nè. Gì nè, mắt gì dễ thương không? Mắt lúc nào cũng. Con mắt vậy mà cái miệng còn gì nữa. Trời là trời, thấy ớn hơn gì nè. Thấy ghê lắm. Chưa? Thôi hiểu rồi. Thôi tôi từ hôm nay tôi nói cừ cho nhiều lại, bù đắp thở xưa, hiểu không? Mà bây giờ nó mỗi ngày cừ nhiều quá trời luôn. Cái nhiều Phật tử nó thầy bây giờ còn trẻ hơn 10 năm về trước. Tôi cừ lại, hồi xưa không có cừ, tối ngày mỗi lần mà ai nói gì cái mặt gì nè, thấy ghê quá, hiểu không? Thôi vị ơi, mình đừng có đi lụm lặt tùm lum. Trong đây chúng người ta nuôi người ta biết hết trơn á, chúng sanh mà. Nếu mà nói rằng là nghe pháp một cái mà phát nguyện sanh cực lạc mà kiên cố cái tâm vậy thì thôi, nói chi là ta bà rồi ngũ trược ác thế rồi thờ mạt pháp. Trời ơi, đã Phật nói rồi, thờ mạt pháp là có người nghe pháp mà không có làm nên mới nói là mạt pháp. Chứ nếu nghe mà làm sao gọi là mạt pháp? Thì suy nghĩ đi. Nên mình bây giờ mình tu hành, mình mở cái tâm mình ra là để bản thân mình cố gắng nè. Nó nên trong kinh Đức Phật nói chư Phật Như Lai thành tựu là do cái tâm thương chúng sanh mê hoặc mà các ngài thành quả bị Như Lai. Chứ nếu như các ngài mà không có cái tâm thương chúng sanh mê hoặc điên đảo á, các ngài đâu có làm Phật. Nên mình là phàm phu, nên mình chặt đẹp phàm phu, mình chặt giết rồi hai tên nó lọt vào địa ngục luôn. Tối ngày mình đi chặt nhau, không chặt giết rồi mình đi vô địa ngục luôn à. Tại vì mình chưa có chứng quả, mình chưa có đạt gì hết trơn, mà mình tối ngày đi sân si không à. Mình sân si tối ngày nó thành cái quả của địa ngục chứ gì. Suy nghĩ đi. Đó, nên đã nuôi mấy ông già là phải mở cái tâm ra. Đã nói là làm việc này là làm việc của Bồ Tát thì mở tâm ra, chứ đừng có nói mà la gầy mấy ông, la gầy giết rồi mình với ông nắm tay nhau đi đó. Đi đâu? Đi vô địa ngục. Thấy uổng công không? Đó, nên lo cho con người phải nhiệt tình. Lo cho con người nhiều nhiệt tình. Các vị coi á, những đức chia sẻ Phật pháp khô hơi cạn tiếng mà chuẩn bị sửa Milo
Ghi chưa? Nó giảng kịch liệt luôn mà. Được các bạn nào đâu mà còn chuẩn bị minh lưu. Bây giờ mà ba ngôi chùa mình, nghe quý vị, sữa với bánh mà ba buổi giảng này từng cũng 20 mấy triệu quý vị. Ghê không? Từng 20 mấy triệu á. Chuyện giỡn đâu. Người ta ngoài đời mà từng kiếm 20 mấy triệu cũng chua á. Đâu mà kiếm ra mà. Mà sơ sơ chơi vậy thôi đó. Nó. Nhưng mà cái quan trọng những đức nói là chúng mình vui. Hiểu không? Mình giảng pháp xong rồi cũng như mình cảm ơn người ta ngồi mà nghe mình nói. Mình cái tâm như vậy đó quý vị ơi. Chứ đừng có nói mà cảm ơn không. Thôi ơi. Mình nói chuyện mình cảm ơn họ ngồi á. Ngồi nghiêm túc, ngồi ngay hàng thẳng lối. Tôi đặt máy quay phim mới ngồi ngay hàng thẳng lối đó. Gặp mà không đặt máy quay phim thì họ ngồi giúp làm nè. Nhờ quay phim đó. Nên quý vị biết không đơn giản đâu quý vị à. Nên những đứa muốn nói cho những người vô đây tu và cộng tu á, đừng có đi nhìn lỗi người ta. Lo mình niệm Phật đi. Mình còn một đống độc kìa, chưa giải xong kìa, đi lượm độc chi. Nó tồ ô, tham sân si mình còn một đống gù. Còn nhiều dữ lắm. Gom chi tùm lum tùm la mệt tim nữa. Bây giờ mình muốn giảng sanh, mình lo mình gì, cố gắng giảng sanh đi. Mình nhẵn mọi mặt đi. Một đời ngắn ngủi đó, mình nghe hết trơn ra, ai hiểu làm đi. Bây giờ tôi nó thật sự tôi cũng hiểu rồi đó, tôi cố gắng nè. Hiểu tôi mới vui, tôi an lạc đó. Chứ nếu không phiền não chết mồ luôn. Ngày nào cũng đi tâu chuyện này chuyện kia chịu nổi không? Nó nên những đức nói chỗ này nhiều Phật tử người ta cũng được nghe. Nhớ nha quý vị, trong cái cõi đời này cái khổ triền miên, nên Phật nói là khổ không thể nào nói hết đâu. Nên mình đã mang cái thân ở cõi này, còn mang thân này là còn khổ. Vì thân này là cái gốc của khổ đau, bệnh hoạn. Rồi người ta chửi mình cái là mình kiêu ngạo nổi lên là khổ đó. Mang thân này là nguồn gốc của khổ đau. Nên từ nơi đó mà mình phải sanh về cực lạc, có cái thân của Tây Phương cực lạc á, mới hết khổ. Nên quý vị nhớ ở đây là hạng người nào cũng khổ hết trơn á. Khổ ít khổ nhiều ai cũng khổ hết trơn á. Nó đã là khổ quá nên muốn sanh về cực lạc nơi an vui. Nó nên mình nghe gì gần cuối cùng nó kết luận rồi đó. Nó kết luận, nó nhắc mình rồi đó. Ai cũng khổ nghe không? Đến cõi này ai cũng khổ. Bây giờ phải niệm Phật thôi. Phải siêng năng niệm Phật thôi. Mấy bà cụ nè, mấy thầy mấy sư cô, chúng ta phải về cực lạc thôi. Nghe không? Không về cực lạc không được nghe không? Ông cái nhà này giảng mới thấy hay nghe. Tại vì sao mình nói tiếng nó quay lại với mình. Nhân quả liền luôn. Phải về cực lạc thôi. Nó quay lại thấy chưa. Nghe thích ghê. Bữa nay nhà đức giả cái nhà này quen rồi nè. Đúng không? Nó giỏi giỏi kệ. Hiểu rồi. Thì ra hay thiệt. Cái lý này nè, để ý nè. Hồi hộp mới qua giảng nghe giỏi giỏi. Mình sợ giỏi quá tao không nghe. Rồi cuối cùng mình cứ nương 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 mình giảng được. Bữa nay mình nói kệ, ai nghe không nghe mặc kệ, biểu mình giảng thoải mái rồi thôi chứ, đúng chưa? Cái lý này nó quay lại niệm Phật nè. Niệm Phật là mình cứ niệm, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít mặc kệ, nhiều ít mặc kệ, mình cứ niệm Phật. Giống giờ tôi ngồi nói chuyện ở đây, vọng bao nhiêu thì vọng, tôi thoải mái mà nói, được không? Đó, nguyên lý này hay ghê ha. Nên nguyện Tam Bảo giang hộ cho toàn thể đại chúng của mình, ai mỗi ngày sống cũng vui. Chúng ta gặp được nhân viên này đặc biệt như một đại gia đình. Được cái nhân viên chúng ta được ở ngôi chùa của Hòa Thượng xây, một vị đại lão Hòa Thượng có đức hạnh, mình được nương tựa, mình mừng lắm. Rồi bây giờ mình gặp quý thầy đồ, quý sư cô đồ cũng lo tu hành để lo lắng cho mình. Các cụ ơi, các cụ nên trân quý cái nhân viên này vào Phật tử á. Nếu mà nhà không có gia viên gì lưu bu thì đi đến đây tu. Còn các cụ mà ổn định rồi thì đi đến đây ở tu đi. Để sau này người ta hộ niệm, người ta đưa tiễn mình đi.
Còn mấy bà mà chồng bỏ chồng chê đó, vô đây mấy bà ơi, mệt quá, đi vòng vòng chỉ cho nó mệt thêm, hiểu chưa? Nó chồng bỏ chồng chê đồ đó, nghe không, đi vô đây đi, người ta tút lại cho. Đi qua chùa mớ bên kia, chùa mớ đông người làm việc rồi đó, qua đó đi. Nó mấy bà sồn sồn, chồng bỏ chồng chê á nghe. Mấy bà nhớ nè, chồng mấy bà bỏ, mấy bà chê mấy bà, chứ mấy bà niệm Phật, Phật không có chê mấy bà đâu, hiểu chưa? Phật không có chê đâu. Nó mà vô đi tôi tút lại là ngon lành. Nó, thời gian thôi, nó là đặc biệt à. Nó nên nên nhận thức cái này để mà mình cố gắng. Thôi chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị ơi. Chúc quý vị an lạc nha. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.